Ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh trở lại kênh của mình đã quay trở lại anh em đây. Đó thì hôm nay là vẫn một cái video bình thường thôi, nhưng mà hôm nay mình muốn nói đôi điều về chuyện riêng tư của mình em ạ. Đó thì dạo gần đây mình cũng có đăng cái tốt gọi là mình sẽ nghỉ lên xe vào. Thì thật sự là hôm đấy thì cũng nhiều anh em gọi là nói hệ này hệ kia, đâm ra là mình cái bài đấy mình phải xóa đi anh em ạ. Thế nên là tí nữa mình úp lại một cái bài gọi là mình thông báo thôi. Mong là anh em đừng có khịa làng này làng kia. Thì thật sự là mình cũng úp lên để mình lấy cái đấy để mình làm động lực cũng như lời hứa của mình thôi anh em ạ. Mình sẽ đi về trường thôi. Đấy, thì thật sự là mình cũng quyết tâm rồi. Như anh em đã biết đấy, thì thật sự là mình cũng đã gọi là cảm thấy nó cũng nhạt dần, nó không còn gọi là cảm tình nữa. Thì mình cũng bỏ được tí nào thì bỏ thôi. Và mình cũng giữ được tài nguyên tí nào thì giữ thôi anh em ạ. Đấy, cái tài nguyên rất là quan trọng để khi nào đó mà có một chủ mới họ cầm đến thì họ sẽ không phải làm gì cả. Đấy, ví dụ đây là có 78k vàng chẳng hạn. Đấy thì vừa rồi thì cũng có hơn 80k. Thì mình cũng có mua áo choàng này mới mua, Tanto này mới mua để mình đăng ký cầm kinh. Thật sự là nó khá là thốn luôn, đó là một cái lý do để mình gọi là bỏ lên server anh em ạ. Đấy, mình nghĩ là mình nếu mà bỏ tầm 10k vàng ra, đấy, để đi được 4 lần lên server chẳng hạn. Đấy, không phải 4 lần đâu anh em ạ, mà là gọi là cái Tanto nó là 2 lần nữa, nó phải hơn 10k anh em ạ. Thì thật sự cái chuyên cần của mình nó khá là yếu. Thế nên là mình cũng khá là lo ngại về cái chuyện là mình không có đầu tư nữa thì cái vàng khóa nó cũng không có. Đấy, nó được tí nào hay tí đó thôi. Mà sau game cũng lấy cái gì thì vàng khóa có còn để dùng. Đó là cái lý do mình cũng muốn bỏ rồi anh em. Mình cũng bỏ lên server rồi, đợt này nó cũng chán rồi. Thì cái chuyện khắc hệ thì mình cũng không quan tâm nó làm gì anh em ạ. Khắc hệ thì AD cũng thôi chấp nhận thôi, AD gọi là sản xuất ra game mình biết vậy để mà chơi thôi. Thì bây giờ thì anh em hệ phong cũng đang có động lực họ cày lên, bây giờ ác mình thế này mình úp lên là mình đánh được lá 2 chẳng hạn. Thì nó là một cái động lực để cho hệ phong họ phát triển anh em ạ. Đấy thì bên cạnh đó hệ phong họ phát triển thì hệ hỏa. Vậy chúng nó lên hệ phong. Mình hệ hỏa mình tương khắc với chúng nó thì mình càng có cửa mình ăn. Ví dụ vậy. Đấy. Thì thôi thì coi như là mình cũng là một cái thiệt thòi gì đó đi, tại vì là mình không có hệ thủy nào mà để đánh. Cũng nói sơ qua vậy thôi. Và mình cũng hệ hỏa thì mình không tương khắc gì, nên ra là mình cũng hên xui. Và trận chiến nó cũng cay cấn thêm phần nào đó. Thì cái chuyện hệ lôi tất nhiên anh em nhìn anh em đã biết rồi. Nó tương khắc khá là cao nên một trận đấu của mình chưa được một phút có thể là mình đã chết rồi. Thì đấy mình không nói về cái chuyện đấy làm gì, đâm ra là mất lòng anh em lá hai ra. Đấy, mình cũng thật sự là mình cái lý do off game mình nó cũng khá là lâu rồi, mà mình cũng giao bán nó khá là lâu từ cái đợt 60 như anh em đã biết, anh em theo dõi mình đã nói khá nhiều lần rồi, cũng thêm anh em nữa thì nói chung là nó cũng khá là buồn. Đấy, thật sự là để mà nói thì đi lên server một tháng 4 lần mà đầu tư cho nó vào cái chuyện đi lên server nó khá là thốn. Tại vì ác mình chủ yếu là đi lên server nó một là cái vui chơi thì mình không còn nữa rồi. Mình không còn cái đam mê nữa rồi anh em ạ. Thì mình cũng chỉ muốn ở nhà mình trên quái, thể là hôm nay mình không mua Tanto, mình không mua choàng, mình trên quái vẫn bình thường. Đấy. Nó là một cái chuyện gọi là sản dị qua ngày thôi. Được ngày nào hay ngày đấy anh em ạ. Đấy. Có thể là mình gọi là trên quái chẳng ở làng có thể là mình gọi là mất tí kinh nghiệm của cái X2 chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ là những anh em gọi là trong làng mình cũng có thể kiếm được X2 và mình cũng đang muốn chìm dần. Đấy. Thì bên cạnh chìm dần đó thì không phải là mình chìm ở YouTube đâu nhá. YouTube thì nói chung là mình vẫn làm. Khi nào gọi là game hoặc là buyout thì mình cũng thông báo anh em sau. Đấy là một cái chuyện thôi. Thế nên là mong anh em đừng gọi là nói này kia làm gì, nó mất lòng anh em ra. Thật sự là mình cũng có gọi là ý riêng cả. Đấy. Ok. Thì thật sự là nói chung là đồ mình thì bây giờ chẳng cần làm gì nữa rồi. Tài phú thì top 1 lên server rồi. Trải nghiệm thì nó cũng xong xuôi hết rồi anh em ạ. Đây. Đồ đạc thì nó cũng ok hết rồi. Chẳng cần làm gì nữa. Đá thì mình dư gọi là khá nhiều bạc khóa rồi. Đấy bây giờ kể cả có kỹ năng thú mình vẫn úp được. Rồi hôm nay cũng chạy cấm thuật luôn rồi. Đấy. Lâu lâu thì cũng có nghĩ là một cái video để làm cho anh em. Đấy. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Nó là một cái lý do. Mình thông báo cho anh em để anh em đỡ bỡ ngỡ, cũng như kiểu là anh em đỡ bảo đó với lý do về sau này ông nghỉ lên server chắc lại tư khắc hệ. Thì nó chỉ là một phần thôi anh em ạ.
thì anh em đi lên server thì anh em đã biết là mình không gặp sơn thì có thể là mình vẫn có x2, nhưng mà x2 này nó gọi là không, nó không có giờ vàng thôi, chứ giờ vàng thì nó hơn phúc lợi cho anh em trong làng thôi. Đấy, thì cái này thì anh em trong làng phải cố gắng thôi, chứ mình nghĩ là mình cũng lên chìm dần và anh em tự gọi là phát triển, tự lên đồ. Đấy, mình đến đây thì cũng thế là anh em ạ, cũng đỡ được phần nào thôi. Đấy, bây giờ thì anh Kỳ anh cũng đã úp đồ khá là nhanh rồi, ví dụ anh một hao đồ là cũng ok này, ok phê cho em này, nhanh quá không xem được đấy, cũng khá ok, làng không bị yếu đâu anh em ạ. Nhưng mà căn bản là kiểu là nhường top, nhường mình các thứ thì nói chung là lắm hôm anh em cũng gặp mình nhường thôi, à không phải mình nhường mà anh em có nhường mình thôi, đâm ra là anh em không được phát huy ở trong Lee server đấy. Thì đợt này có thể là anh em cứ tự do bung xỏa đi, mình thật sự là mình không quan trọng đâu. Anh Kỳ này cũng búp đồ này đấy, tương lai lục đạo sắp tới rồi, top tiếp các kiểu, top liên tục đấy, top liên tục anh em ạ. Đâu rồi, sao đợt này nó thấy đâu rồi, lặn đâu mất rồi, hay là top này cùi. Nhìn ra Bora chán thật đấy, thật sự nó cũng chỉ có thế thôi. Hôm nay cấm thuật thì chắc là cũng chạy rồi, nhìn ra cái khu này mấy ông này toàn đứng ở chỗ là bc khó ấn rồi, chạy rồi, x2 không biết còn không đấy, nó chỉ đơn giản ở trong làng thế thôi anh em ạ, nó chỉ đơn giản vậy thôi, nó chả có gì là cầu kỳ gọi là hoa mỹ cả. Đấy, cứ tình toán trên quái đi hoạt động thôi là xong rồi. Đi server thì đợt này thì mình cũng hoãn thôi, thì mình cũng đang muốn xong cái đại game kinh này là mình cũng bỏ lên server để cho gọi là đỡ tốn tài nguyên anh em ạ. Thật sự đi lên server khá là tốn tài nguyên đấy, thì có thể là mua hoạt lực này, tinh thạch chế đan này, đấy, tinh thạch này, đây ấn chế tạo hộp đạt cấp 2 này là đã mất 70 hoạt lực rồi, 10 tinh thạch rồi, 3 dương này, đấy 7321 đấy, mà anh em cứ tính một bình gọi là 5 vàng đấy, ví dụ vậy khá tốn kém, cộng thêm là tinh thạch nữa anh em ạ, không phải đùa đâu, không phải dạng vừa đâu anh em ạ, khá là thốn luôn. Mà cái điểm chuyên cần mình nó khá là yếu rồi đấy, để mình bem xong này xong mình về mình xem gọi là cái gọi là thông số áo choàng anh em, nhiều anh em mới xem anh em không biết, thật sự là khá là thốn. Biết rồi, ví dụ một tuần anh em bình thường anh em cày được tầm 400-500 tinh thạch đi, mình thì cũng ở cái dạng gọi là đuối 400 thôi chứ không được 500, anh em nào cày 100 thì anh em sẽ được nhiều hơn. Đây áo choàng theo hệ là 7k tinh thạch em nhá, 7k tinh thạch một tháng, một tan tô 2k5 đấy, một tháng là 5k, 5k với 7k là 10.200 anh em ạ, 10.200 đấy, 10.200 anh em ạ, đấy một tháng của anh em ấy, thì anh em bảo là một tuần kiếm được 400 thì nó gọi là thế nào rồi đấy. Một cái dạng bây giờ tầm mình là mình không có úp gì nữa anh em, mình không úp nữa đấy, không hết phúc lợi, không hết đấy, quả đây mình 722 rồi, thì bây giờ nó cũng chẳng có cái mới mẻ gì nữa, không có mới mẻ gì, anh em bảo bây giờ cũng úp vào để làm cái gì, úp vào chả được làm cái gì. Bây giờ may ra đi mở giải ra xong rồi còn có tí tài nguyên để mà chơi, nhưng mà thật sự là tài nguyên bây giờ nó không cần nữa, tài nguyên bây giờ nó không cần, đồ đạc nó cũng đủ rồi anh em ạ, đồ đạc nó cũng đủ rồi. Đấy, thức ăn bị thú 18 ngày 24 ngày không biết là mắc chưa, tại vì tí nữa với ghép viên đá 10 vào thì lại đầy dương rồi. Vật phẩm sử dụng tối đa, cái này tối đa được tầm khoảng 20 ngày thôi anh em ạ, nhưng mà mình sử dụng tầm ngày 15 ngày thì nó rông lên 2-3 ngày gì đó đấy, nó cũng mắc rồi anh em ạ, cũng chỉ có vậy thôi. Đồ thì nói chung là lên 63 thì bây giờ mình cũng được 62-28% rồi, nên 63 là cái quần thì nó nhẹ hơn cái túi anh em ạ, bên HP bây giờ nó nhẹ hơn đấy, nó đơn giản vậy thôi. Đấy, mong anh em xem được cái video này, anh em đừng có gọi là mang tiếng, bây giờ thật sự là mình không có cái ý xấu đâu, nhưng mình có nguyên do cả anh em ạ. Bây giờ anh em bảo là không úp nữa thì nên đồ làm cái không úp nữa thì vàng khóa để cho nó gọi là mai sau có đồ thì còn úp thêm, chứ bây giờ anh em bảo bây giờ cứ tầm một tháng mất tầm 10k, 3-4 tháng mất 30k thì anh em bảo có thốn không, khá là thốn luôn ấy. Thì sắp tới thì mình cũng như mình cũng đã tính rồi, thì game bây giờ là cứ úp lết từng cấp một, thì mai sau cái bồn lỗ này thì nó cũng lên cấp thôi,
mai sau có thể lên 10.000 chẳng hạn, tinh thạch anh em bỏ đâu ra, chỉ có vàng khóa mới ra thôi anh em ạ. Có thể là mình nhìn lên server 1 năm thì mẹ tinh thạch đấy em thấy bồi đắp lại khá nhiều anh em ạ, bồi đắp lại khá nhiều đấy. Nó cũng là một câu chuyện để mình làm video thôi, mong anh em thông cảm giúp mình nhá. Đấy, còn sắp tới mà có cái sự kiện gì hay hoặc là có cái gì đó cái quà kia một kênh thì mình vẫn có gì video cho anh em, hoặc là anh em nào có con ác nào chẳng hạn nó nổi bật thôi, nói là nổi bật thì anh em cứ đáp cho mình làm video cũng được. Nhưng bên cạnh cái nổi bật thì nó phải có một cái gì đó là một sức hút anh em ạ, chứ bây giờ thì các YouTuber khác họ cũng làm hết rồi, bây giờ mình làm lại nó không có gì đặc biệt nữa rồi đấy, ngoài một con ác của mình thôi. Thứ nhất là anh em xem video của mình là anh em tò mò về con ác mình, hôm nay mình nên được đồ gì đấy, ngày mai mình nên được đồ gì, sắp tới mình định làm gì đấy, thì anh em chủ yếu xem video mình tò mò vậy thôi. Chứ nhiều anh em bảo là suốt ngày nhai đi nhai lại con ác Hashirama ấy chát, có cái gì đặc sắc mà cứ ấn vào xem video thì không có cốt truyện, một cái video một tiêu đề một lời mà cứ nói một lẻo, thì sự đấy là nó là một cái căn bệnh gọi là quen rồi. Thì anh bảo có một ác thì làm thì quen đi quen lại chỉ có thế thôi. Chủ yếu làm video để tâm sự anh em thôi. YouTube bây giờ thì làm chơi chơi chứ bản quyền nó đẩy này, nhạc thì thật sự là không biết kiếm đâu, ngoài nhạc mình edit ra thì nó còn không biết anh em ạ. Chứ bây giờ vớ nhạc khác EDM hoặc là cái nhạc của chia sẻ chẳng hạn, thực sự là mai sau nó vẫn cứ đánh bản quyền anh em ạ. Ví dụ hôm nay là video của anh tầm khoảng 2-3 tháng sau nó x một phát bảo là quyền sở hữu này quyền sở hữu kia, thực sự là thôi tốt nhất là kênh mình né được cái gì thì lé thôi. Chứ bây giờ dính của sở hữu các thứ kiểu không may nó đánh vào cái đề xuất thì mẹ cũng thối mồm nha. Mình cũng không chuyên ngành, mình chả biết cái gì về YouTube thì cứ làm ấn thôi, edit thì không. Đấy, thật sự anh em mong em thông cảm. Thôi chắc là video mình đến đây kết thúc đây anh em ạ. Cảm ơn anh em theo dõi của mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Đấy, mong em xem được video này thì anh thông cảm mình. Nếu mà anh em là chưa like thì like giúp mình, và anh em là chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye anh em nhé.